Dạ con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú ha. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Tây Tây. Luôn cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cũng như ủng hộ các anh em nhà vườn trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì con cũng tiếp tục ghé lại vườn của anh Bonsai hàng chọn quý cô chú, anh chọn thợ hàng ha. Thì hôm nay anh thợ hàng cũng sưu tầm về một số cây đẹp để giao lưu cùng quý cô chú. Con thấy là lúc nào ảnh cũng có những cái cây đẹp sưu tầm rất là công phu quý cô chú ơi. Nói chung là những cây lựa chọn cho mình thôi ha. Thì cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh để anh có động lực nhiều hơn nữa để tiếp tục săn tìm những cây đẹp phục vụ quý cô chú. Hôm nay thì mình có hải châu nè, kim quýt nè, mai chiếu thủy nè, rồi sam trái, linh sam, vú sữa, nói chung là khá là nhiều cây đẹp thành phẩm quý chú với đa dạng các loại kiểu dáng khác nhau luôn ha. Đó, phong phú luôn quý cô chú ơi. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh chọn ha. Có cả hồng quân nữa nè quý chú ơi. Số cây phôi, cây nhỏ nhỏ bên đây, nói chung là clip của anh rất là đa dạng đầy đủ luôn. Đó. Rồi em chào anh Chọn ơi. Em mến chào chú bác anh em đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay em cũng về một lô cây mới ha. Chung là thành phẩm có phôi có đầy đủ kiểu dáng. Cũng rất mong anh em mình ủng hộ em trong như những cái trước, em xin cảm ơn. Và để không làm mất thời gian, em xin vào cây số 1 luôn. Đó. Số 1 luôn. Một cây bonsai mini. Đó. Một cây mai chiếu thủy lá chung. Nó dáng nó vậy đó, dán chỉ một cành gớt xuống vậy thôi, nhưng mà dâm nó nè đầy đủ trơn á. Vậy anh em mình vô dây sắp chi tiết là cây này để bạn chơi rất là ok nè. Dạ đó. Mà nuôi lâu anh ha, mà rất là lâu, cắt bít hết trơn nè, bít 90% rồi. Chiều cao từ mặt chậu lên tới cái co của nó nè là 22 nè ha. Dạ 22, từ cái co này xuống cái cành gớt này nó là 13, mình thân thì nhỏ thôi, hoành thân nó chỉ có 9 thôi. Rồi. Còn hoành đế như vậy thì nó được 20. Đó. Nằm cái chậu thì cái chiều dài cái chậu nó cỡ cái chiếc lồng mình nè. Đây hoành thân đây. Dạ, rồi rất dễ thương. Mai chiếu thủy lá chung, mã số 1. Đó. Cái cành gớt này thì nó cỡ cái chiếc đũa mình nè ha. Đó. Dạ. Rồi thằng đo ngang tạ vậy luôn. Đo ngang luôn. Đó. Ngang luôn vậy nó 14. Rồi cái mai chiếu thủy lá chung mã số 1 có giá là 600.000, em bao ship kể cả cái chậu này luôn. Dạ. 600 bao ship kể cả chậu. Dạ, số 1 chút về đắp rong rêu lên ha, mình để trên bàn. Có một vài cái hoa lúp búp cái nó trổ thôi. Mã số 2. Số 2 là một cây linh sam. Nó linh sam hột. Tự ương hột từ nhỏ nè. Cái này về nam mình đắp view lên rất là đẹp, để bàn rất là đẹp nè. Dạ. Cây thì nó dựa cục đá vậy đó, chứ không phải ôm đá, chỉ dựa cục đá thôi. Dựa đá. Dàn dâm thì dày đặc hết trơn rồi. Nó chiều cao từ mặt chậu lên tới cái ngọn của nó là 13 nè. Đó. Đường kính tàn vậy nó 17. Dạ rồi. Cái chậu nó 12. Cái thân nó thì cỡ chút xíu à, nó cỡ chiếc đũa mình nè. Dạ rồi. Rồi cây mã số 2 có giá là 500. 500. 500 chứ, bao ship kể cả chậu. Trời ơi. Xương cành thấy vậy nó nhỏ mà nó dày lắm nha chú. Linh sam này linh sam sông Hinh nè. Dạ rồi. Mã số 2 500.000 bao ship kể cả chậu. Số 3 là một cây kim quýt. Đó, kim quýt ta mình. Một không cây kim quýt dáng đổ. Thác kim quýt dáng đổ. Đó, kim quýt thì anh em mình nuôi được cái dáng đổ về rất là lâu ha. Nuôi được cái cành đổ mà có tay nó ấm về không dưới 5 năm, bảo đảm là không bao giờ dưới 5 năm, 5 năm tuổi. 5 năm chỉ nuôi cành đổ thôi ha, chứ không phải là 5 năm cho cái cây này. Dạ. Một gián đổ cây này thì rễ chỉ có 2 cộng rễ chính vậy thôi. Đó, là chi được sắp xếp nè, rất là bài bản, tầng tầng lớp lớp. Chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn của nó là 31 à. 31 từ cái ngọn này xuống cái cành đổ này nó là 64. Nó gần đo cái chiều dài của tán vậy nó là 52. Quần thân này nhỏ xíu thôi. Quần thân nó chỉ có yếu chín chút xíu thôi. Dạ rồi. Nó lớn hơn cái đầu lớn như lông mình chút xíu. Cái co bẻ từ nhỏ rất là ngặt ha. Đó, cây đúng dáng đổ luôn nè. Nó đi ra rồi đi lên rồi mới đổ xuống ha. Đúng dáng đổ. Nằm trong cái chậu này, đường kính chậu này nó là 21. Tầng tầng lớp lớp anh ha. Bông bánh đầu rõ nét anh ha. Chứ không phải là đổ mà nguyên một cái... rễ nó thì chỉ có 2 cộng rễ chính thôi, có 2 cộng rễ chính.
Cây này cũng nằm chậu rất lâu rồi. Dạ. Rồi. Rồi cây kim quýt này có giá là 1,8 triệu, em bao xiết kể cả cái chậu luôn. Mã số 3. Cây rất là già luôn chú ạ. Cây kiển thì mỗi cây mỗi giá, mỗi cây mỗi giá ha, không phải cây nhỏ là rẻ, cây lớn là mắc. Dạ. À, mình thích thì một bánh đã ra dây hết trơn anh thích ha. Thì chơi thôi. Không còn dây nữa. Không thích thì mình xem cho vui, tham khảo cho vui ha. Rồi cây kim quýt mã số 3 có giá là 1,8 triệu. Em bao ship kể cả chậu này luôn. 1,8 triệu. Kim quýt làm lâu lắm chú ơi. Rồi, anh em nào thích cây lớn mà rẻ thì có cây này. Đó. Chưa anh ơi, cái dính này không? Rồi. Đó, cây này nó bự gấp 15 lần cái cây vừa rồi luôn, đó, mà giá rẻ hơn. Mã số 4. Cây này rất là to ha. Dạ. Dáng trực theo chú. Cây này thì dáng trực cành gớt. Đó. Cây này ông này ông bẻ cũng bài bản lắm ha. Cành gớt đây. Đó, cành một đây, cành phong có đủ hết ha. Dạ. Rồi chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn của nó là 54. Dạ. Chiều dài cái tàn từ bên đây qua tới bên cái tàn bên kia vậy nó là 69 nè. Thoát thân ngay cái đầu phôi nó lúc cắt phôi nè, nó là 30. Dạ. Và hoành thân đó. Hoành thân nó là 29. Rồi, 29. Đế cũng khá nè quý chú ơi. Kim quýt đẹp quá. Đế như vậy là có thể nói là đẹp ha, bị kim quýt nè. Nó không giống như mai chú thủy. Đây, đế nó chỉ có 1 2 cộng lưa thưa thôi. Nhưng cây này đúng cái là đế nó cũng tương đối đẹp mà. Rồi, thân rồi. Sạch sẽ ha. Mặt cắt cũng sạch luôn. Đường kính bầu nó 37. Mặt cắt đây. Chi cành thì ra dây rồi cắt luôn. Nó có hai cái cành hai bên này. Nên mình yên tâm mà không bao giờ tụt ha. Đây mà cắt bên đây, cái cành đây thì nó nuôi được cỡ cái chiếc lông mình này nè. Bên đây thì cỡ đầu nhỏ chiếc lông mình. Dạ rồi. Cây quýt mã số 4 có giá là 1,5 triệu. Đó, 1,5 triệu em bao ship toàn quốc. Mã số 4. Sạch sẽ của chú ha, không có bị lỗi một gì hết luôn. Rồi, số 5. Số 5 một cây mai chữ thủy da đen đó lớn. Cây này cũng rất là già luôn. Mã số 5. Dáng cũng độc nữa chú. Đó, cây này độc con cái nè, có cái co nè. Đó, anh em coi cái co nó rất là ngặt ha. Co cụ chỏ. Cây co này không biết là sao mà được tạo được cái co này em cũng không hiểu luôn. Em nghĩ là co này thiên nhiên nó tạo cho mình, không tạo không được cái co này đâu. Dạ. Yeah. Nằm trong bình bông cũng rất là hợp ha. Mai chú thủy da đen đó lớn. Rồi em đo từ cái mặt bầu lên tới ngọn của nó là nó 39 nè. Dạ rồi. Từ bầu lên ngọn 39. Từ ngọn này xuống cái cành đổ này nó là 59. Em đo chính xác luôn ha. Rồi em đo từ bình bông này ra đây. Nó là 56. Hoành thân đó. Hoành thân nó là 13. Dạ. Nó có chịu hao cho em luôn nữa ha, hơn 13, 13 ha. Cốt cành nuôi rất là lâu, nó dầm lên san hô hết trơn nè. Cốt cành nuôi được nó cỡ dưới lông mình hết trơn rồi nè. Cây này có thể anh em mình chơi là hai mặt tiền cũng được. Đây cốt ngọn đây. Đó, cây này giờ anh em lặt lá thấy dần dâm nó khuê lắm ha. Dạ, rồi, không còn dây còn gì nữa hết ha. Về mình cứ thế mình tỉa tót mình chơi thôi ha. Rồi em đo luôn cái bình này luôn. Cái bình này bông này có chiều cao là 51. Đó, bình bông này lớn lắm ha. Bình này là bình bình xưa. Hoành cái bình bông này đó, nó là 86. Dạ. Rồi. Dừa cây, cây kể cả bình luôn, mã số 5 có giá là 3,5 triệu. Đó, bao ship kể cả cây lẫn bình luôn. Cái bình này là cái bình nguyên luôn, chỉ mẻ chút xíu rồi lấy em cắt luôn nữa ha. Đó. Dạ rồi. Nguyên luôn. 3,5 triệu anh ha. 3,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cây cả bình. Mã số 5. Rồi số 6. Là một cây mai chú thủy kim giòn, dáng bạc phong. Đây bạc phong thành phẩm nè quý chú. Đó, cây này cũng có thể nói là thành phẩm rồi. Đây cốt cành đã nuôi nè. Cỡ con út em chân ha. Đây lùa. Đó, cốt cành nó cỡ diệt lông rồi nó chân nè. Giờ anh em mà vô dây. Vô dây mình điểm ra cho nó thoáng chút xíu ha, cho nó có ngăn nắp chút xíu là cây này đẹp lắm. Quý cô chú mình muốn có gió chơi mấy dáng này nè, nhìn cái là thấy có gió liền. Đó. Cây này có thể mình đặt một ông tượng ngồi đây thích hợp hơn, đẹp hơn nè. Rồi chiều cao cây này từ mặt chậu lên tới đỉnh của nó là 46. Đó, từ cái thân nó ra tới cái cành phóng của nó nè là nó 46 luôn nè. Dạ. Rộng tàn nó là 35.
Dạ, hoành thân của nó là 21. Đó, đế là ngang về cỡ một gang tay em nè. Nó đang nằm chậu, cây này thượng chậu luôn. Đang nằm chậu quan, nó dài là nó là 38. Cái này phải nói là già ghê luôn chứ, đế của chú nhìn thấy. Nó kim giòn mà nó lâu lành thẹo hơn là những cái dòng mai thủy khác. Mình em coi cái cây này nó lạnh luôn rồi nè ha. Rất là lâu lâu rồi. Đây thẹo muốn lạnh luôn. Chung là thành phẩm hết rồi quý chú ơi. Cây kim giòn mã số 6 này có giá là 1.900.000, em bao ship kể cả chậu này luôn. 1.900.000, 1.900.000 bao ship kể cả chậu. Rồi, tới số 7 là một cây sam núi trái. Sam núi đồng bằng. Mã số 7. Dán đổ nhưng mà lấy thân thì thân rừng anh hả? Cây này dán đổ, đổ mà gừng trên thân nè. Đó, cây này có dán này cái rễ rất thích hợp, giờ anh em mình kiếm cục đá cao cao á, mình trồng vô cái khay. Rồi mình tháo dở cái rễ này ra cho nó ôm đá nó đẹp hơn. Ôm đá đổ xuống nhìn đẹp hơn trồng trong chậu. Rồi cây này có chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn của nó là 50 nè. Dạ. Từ ngọn xuống cạnh đổ này nó là 62. Nó ngang như vậy, nó là 50. Hoành thân thì nhỏ thôi. Hoành thân này em tính 12 thôi. Đó, 12. Và tổng cái hoành đế như vậy. Tổng hoành đế nó là 51. Rồi. Rồi cây sam núi mã số 7 có giá là 600.000. Đó, giá 600 thì em bao ship không có tặng chậu được ha. Cái chậu này nó hơi mắc. Mấy cây rừng này cũng 2 tấc rồi hả chú, thấp thì cũng khoảng 1 tấc mấy. Nói chung là đầy đủ hết trơn. 600.000 em bao ship không chậu cây sam núi, sam núi trái. Rồi, mã số 7. Số 8 là cây linh sam. Linh sam siêu bông hoa tím nè. Mã số 8. Cái linh sam này có lỗ hay nè. Đây. Lỗ từ đây xuống dưới đây. Cái phần này là rễ nó không anh ha? Này là rễ nó không à. Đó, rễ nó nè. Đó. Nó ra rồi nó bẻ vô ôm cục đá vậy. Đá này đá san hô. Còn cục đá này đá ta mèo gời hết nè. Rồi thêm lấy ra được. Rồi. Quá trời rễ luôn. Rồi cây linh sam này có chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh của nó là 44. Rồi hôm qua từ cái cành này qua tới cái rễ bên đây nó là 46. Mình thân qua cái cốt này, cái cốt còn sống nha, là nó 8 nè. Dạ. Nhưng đo cái hoành lũa dưới đây luôn nó là nó 19. Nó đang nằm chậu lọt lòng là 25. Rồi cây linh sam mã số 8 có giá là 1.100.000. Đó, bao ship kể cả cái chậu này luôn ha. 1.100.000 bao ship kể cả chậu. Cái này giờ anh em mình tháo dây ra được rồi. Dạ rồi, cho em coi phần rễ đó một chút. Để nó không nè. Để nó không nè, nguyên một cái nồi ở đây ha, rồi còn dắt thêm số ngoài nữa nè. Mã số 8, một cây linh sam có giá là 1.100.000, bao ship toàn quốc có cả chậu. Có lũa chơi lũa luôn. Đó. Đấy, hải châu đi anh ơi. Chính là một cây hải châu. Hải châu có đang trái luôn cô chú ơi, hải châu trái nè. Cây hải châu này em chỉ mới vô dây sơ sơ thôi, giờ anh em mình vô dây chi tiết thêm ha. Đây cho em coi trái. Trái rất nhiều ha. Ở đây trái đây. Trái xanh. Trái này gần chín rồi nè. Đúng rồi. Đó. Cây ngọc, hải châu. Ngọc của biển ha cô chú. Rồi cây hải châu này có chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn của nó là nó 79. Đó, từ ngọn xuống cành gớt này nó là 45. Hoành thân người nhỏ rồi. Hoành thân nó chỉ có 10 thôi ha, hoành thân chỉ có 10. Nhưng mà hoành cũ hai thân dưới đây nó là 19. Yeah. Thân này thì bị mục em mới cắt bỏ nè, chưa kịp tha keo luôn. Cây này cũng thượng chậu. Đường kính bầu nó 25. Một cây hải châu, hải châu mã số 9. Có giá là 900.000, em cũng bao ship toàn quốc không chậu. 900.000 bao ship toàn quốc không chậu, mã số 9, một cây hải châu. Cây đang trái của chú, trái to. Số 10. Đây là cây si anh hả? Số 10 một cây si búp đỏ. À cây này độc nữa nè quý chú. Số 10 một cây si búp đỏ. Cây si đỏ này là cây có anh em ta gọi là gừa núi nha, chứ không phải là cây si búp đỏ đồng bằng mình ha. Nó cây gừa núi, si đỏ núi đó. Không phải là si búp hồng của đồng bằng. Lá nó nhỏ hơn. Búp nó đỏ đậm hơn anh ha. Búp đỏ đậm hơn.
và cái lá khi nó già nó sẽ nhỏ hơn cái lá là si cúc đỏ đồng bằng mình. Cây thì rễ cũng tương đối đều ha, cây này cũng thường chậu luôn, cây này nằm trong cái thùng B em bỏ qua đây nè. Rồi cái cúc đỏ này có chiều cao từ mặt chậu lên tới cái co của nó là 89 nè. Dạ. 89. Từ cái co này xuống cành gốc này nó là 39. Rồi. Đó, giờ hoành thân đó. Hoành thân nó là 21. Đế thì nó đều lắm ha. Đó, đây, đế bỏ đều hết trơn. Đang nằm chậu lọt lòng. Là 30. Si thường thấy bệ không anh ha? Bệ chị, với được. Chị bệ với đa số thân nó gối không. Còn cái này được con cái là nó chỉ một cốt thôi. Một cốt. Đây có cái thẹo thế nè. Đây có cái thẹo mới làm là chưa kịp tha keo nè. Ở trên đầu này cũng vậy. Ở trên đầu này cũng có một cái thẹo. Mới làm chưa kịp tha keo. Rồi cây si, mã số 10 có giá là 1.700.000, em cũng bao ship rút chậu ha. Mã số 10, một cây si bút đỏ 1.700.000, bao ship không chậu. Dạ. Rồi, tới 11. Trong này luôn anh ha. Rồi, 11 để đây quay luôn, là một cây cũng mai chú thủy da đen lá lớn mà nó già quá, giờ nó hành da mà da bạc luôn rồi nè. Cây này rất là già rồi. Cây thành phẩm nữa rồi quý chú ơi. Cây thành phẩm rồi. Cây này em coi dàn dâm đó nè. Rồi cành gớt này nuôi rất là lâu ha. Đây. Mà cắt này lạnh 100% luôn nè. Dạ, mà cắt bích 100% luôn rồi. Bông bánh rõ ràng ha. Bông bánh tai cành già, già tai cành. Làm bông bánh cũng sắp xếp rất là ngăn nắp, rõ ràng. Rồi chiều cao cái cây mai chú thủy này. Từ mặt bầu lên tới ngọn của nó là 109 nè, nó đo đúng luôn là 109 nè, chiều cao 109. Từ cái ngọn này xuống cái cành gốc nó là 75. Dạ. Rồi em đo hào hào cái đường kính tàn này về nó là 60. Đó, đo cái tử luôn, cái tử này cao là 29. Dạ. Và hoành thân đó. Hoành thân nó là 21. Chúng đo tổng cái hoành bệ vậy ha. Tổng hình bệ vậy nó là 34. 34 trừ hết rồi anh ha, anh đo ở trên hết. Anh đo lúc nào cũng chịu hao cho anh em mình trên này nữa. Cái này mấy này nói chung là mặt cắt là bít hết nha, có mặt cắt là bít hết. Dạ, cây này dài dữ lắm rồi, nó đang nằm chậu nè, chậu này chậu xi măng em bỏ vô cho nó vững thôi, chứ nó nằm ở chậu nhỏ hơn. Đường kính chậu này nó 44, giờ có thể anh em ép chậu nhỏ hơn nó sẽ đẹp hơn. Rồi cây mai chú thủy mã số 11 có giá là 3.500.000, em cũng bao ship, em rút chậu ha. Chậu xi măng em ship đi thì nó nặng quá. Dạ. Mã số 11 có giá 3.500.000, em cũng bao ship toàn quốc không chậu. Mai chú thủy giờ đang đã lớn. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 12, em có một lô phôi này. Chơi đây luôn anh ha. Đây luôn, con mau lẹ khỏi bưng lên bưng xuống luôn. Lô phôi. Lô phôi là mai chú thủy giờ đang đã lớn nè, đang có lá lớn ha. Đó, anh em. Rồi da đen này, da đen gặt luôn nè. Để đều. Cây dán trực, gốc để đều. Trực, dán trực tàn thiên nhiên. Tàn thiên nhiên, cành phong, cành một còn đầy đủ cho phong đây. Rồi chiều cao cây này là 59. Dạ. Chiều cao 59. Chiều cao thoát thân của nó nè, thoát thân tới một nó là 30 nè. Dạ, hoành thân nó. Hoành thân nó là 21. Rồi, đế đều rang. Cây mã số 12 có giá là 400.000, em bao ship không chậu. 400.000 à. Những cái cây này thì em mới dâm hay nè, nó chưa có rễ cám mà, em mới xử lý đế mới dâm vô. Thì đi em bó bầu lại. Mai thủy thì rất mạnh em mà chơi yên tâm. Dạ. Đó, chỉ có 400.000 thôi. Rồi. Số 12, rồi tới 13. 13 một cây lùng rộng chữ C. Đó. Đây mặt tiền em đây. Anh thấy cành một ha, phong đây. Vậy nên quýnh cành lá xuống đây ha. Dựng ngọn cái này có cái mắt lá nè. Quýnh cành lá này, cây này là tương lai lắm nè. Có cái đường lượng độc đáo. Đó, có đường cong và gót ngọn luôn. Rồi cây này có chiều cao. Cái này có chiều cao là 24. Nó giờ hoành thân nó là 20. Đế sạc chữ A, dắt chữ A ha. Hoành đế vậy nó là 35. Dạ. Còn cây mã số 13 cũng có giá là 400.000, em cũng bao ship rút chậu. D
để đều luôn. Để đều lắm ba. Rồi tới 14 là anh em muốn chơi lùng lực thì có cây này. Lùng lực luôn. Đó. Cây này lùng lực như cái bánh ít luôn nè. Nó mặt tiền lắm đây. Đây, em chừa cái mục này cho anh em bắt cành một nữa ha. Đó, yeah. Phong đây. Tụ cành phong đây. Bữa nay mình dựng ngọn lên. Rồi cây này có chiều cao. Chiều cao cái phô của nó là 16 nè. Dạ rồi. Quạnh nó lớn lắm ha. 30 quạnh nó tính 31 thôi, nó chưa hết nữa nè ha. Đó. Dắt chữ A. Đó, cái bầu nó hiện tại nó là 23. Rồi. Rồi cây này có giá là 500. Mã số 14 cũng mai chữ thủy da đen đá lớn. Cây này nó lớn 500. Dạ. Mã số 14 rồi tới 15. Không có cây này hả? Cây này thì để làm mẫu. Hôm nay thì anh em nào mua hai cây phô mã chú thủy, đó, em sẽ tặng một cây phôi nu gò công. Đây, này nu gò công. Anh em nào mua hai cây phôi nào bất kỳ, em sẽ tặng một cây này. Dạ. Rồi đo thử này cho nên mình coi luôn. Hai cây phôi tặng rồi hai cây thành phẩm cũng tặng ha. Nói chung là bất kỳ hai cây nào cũng được tặng hết. Rồi, cây này cao là 76 nè. Dạ. Nu gò công. Cây đang khỏe của chú, lên tược mạnh. Hoành thân nó là 16 nè, đo tút ở trên eo luôn nè ha. Dạ. Để đều luôn, chứ không phải hàng tặng là hàng xấu luôn ha. Cái này cây làm cây văn nhân của chú ạ. Hàng tặng nhưng mà vẫn đẹp, chứ phải hàng tặng là hàng xấu. Nu gò công anh em mình thấy cái da nó khác ha, cái da hơi trắng hơn cái hàng da đen này ha. Và nu thì nó bự hơn. Đó. Rồi, mua hai cây bất kỳ, anh tặng cho mình cây phô nu gò công này. Rồi, trở lại với cây mã số 15. Cây này nhỏ thôi, cây này đế cũng đều lắm ha. Trực vân nhân nữa nè, nó ra cái cành này đúng vân nhân, vân nhân trực quân tử nè, cành gớt nè. Đó, cây này cái chiều cao nó là 49. Hoành thân đó. Hoành thân nó chỉ có 12 thôi. Đó, cây này thì rất thích hợp cho nên mình xây dựng lên một cây giống như cây này. Đó. Cái này mà có y gan luôn nè. Thậm chí cây này đế còn đẹp hơn cây này nữa. Dạ. Rồi cây mã số 15, 300, bao ship không chậu. Dạ. Rồi tới 16 là cũng kê dáng dân nhân luôn. Đó, cây này thì lực hơn ha, để đều gan luôn. Đó, vậy nè, mình nuôi cành gớt xuống đây. Rồi cây nó có chiều cao là 66. Hoành thân nó là 16. Cây này phải nói là thẳng băng luôn, như cây khơ. Đó là chụp quân tử mà. Chụp quân tử thì càng thẳng là càng tốt. Mã số 16. 400.000 cũng bao xiếc bó bầu. Dạ rồi. Tới 17. 17 cây này lớn hơn chút. 450. Đó, cây này thì cũng làm cây dân nhân, cũng tàn gớt luôn. Đó. Vậy nam mình nó nuôi cành gớt xong đây. Có chi cành tử luôn, cây này dáng đẹp luôn chú. Cây này có chiều cao là 86. Em cắt chiều hao vậy em phải cắt lại ha. Chiều cao 86. Phôi rất là sạch. Đo một cái thân chính của nó nè. Nó là gần 20 nè. Nhưng đo nguyên cái thân đặc này. Cây này có thể em cắt lụng là bonsai được nè. Thân đặc này nó là 27. Dạ. Đế thì dữ lắm ha, đế thì đều dữ lắm. Cây này đế nôm đều chú ơi. Đế cũ đế có luôn. Rồi cây này thì 450.000. Cây này là mai chữ thủy da đen đó lớn ha nè. Da đen gặt luôn đó ha. Sạch sẽ heo chú, thân dáng đẹp, lớn. Đế đẹp. 450 à. Số 17. Rồi tới 18. 8 mà tới cây này. Đó, những cây phô vừa rồi anh em có hoàn toàn có thể xây dựng lên thành một cây này. Dạ. Đó, những cây phô đó thậm chí đế còn đẹp hơn cây này nữa nè. Đó dáng trực đó chú, trực văn nhân cành rớt ha, thì về mình 10... làm cái phô cây giống như gan vậy nè. Số 18 đây. Đó, những cây phôi đó thì thể em làm cây như cây vậy. Khoảng chừng 3 đến 4 năm thôi. Anh em mình có cây thành phẩm chơi rồi. Nhưng em mua cây thành phẩm này thì giá hơi cao hơn những cái kia rất là nhiều. Yeah. Đó. Đó, mặt tiền em đây. Ở đó ta cũng cắt đây đúng chú ha, thì lấy cốt cành vậy nè. Cây này để xấu hơn những cái cây phôi lúc nãy nữa. Đó, dán dần dần ta sắp xếp rồi. Rất là bài bản ha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn của nó. Nó là 69. Dạ. Chiều cao 69. Và hạ cái cành gớt này. Nó là 51.
chiều dài của cành từ bên đây qua tới bên kia vậy nó là 59 nè. Đó. Thoát thân luôn. Thoát thân nó là 44. Chơi rồi. Giờ quanh thân đó. Quanh thân nó dưới mấy cục nu nó tính 20 đi ha. Nó 21 tính 20 đi. Đế thì cây này xấu à, xấu hơn những cây phôi vừa rồi ha. Đế chỉ có củ tròn vậy thôi chứ không có sắp đế như giống như những cây vừa rồi. Nói chung là mấy cây xưa người ta có sao ta chơi vậy. Cây khai thác luôn chứ. Đang nằm chậu lọt lòng là 30 nè. Rồi mấy cây sau này thì mình có sắp sửa rồi này nọ. Rồi cây này thành phẩm giá hơi cao, những cây phôi là 2.600.000. Em cũng bao ship rút chậu ha. Cái chậu này thì chậu xi măng không có nhiều tiền. Bỏ cái thùng mót thì sợ nó bể cái thùng ảnh hưởng tới những cái cây, tới những cái tán này thì nó hư cây mình. Dạ rồi. Rồi mã số 18. Rồi tới 19 là cây cuối cùng. Là cây hồng quân. Không có cây vú sữa này hả anh? Cái vú sữa này nữa. Đó, cây hồng quân. Hồng quân thì em mới sưu tầm được một cây nữa ha. Đó, cây này thì trái nó nhiều hơn cây lít dưới cam bán nữa, nhưng mà nó cao quá em chạy nó dướng đột cây trong vườn, trở ra dướng đột cây nó rụng hết trơn à. Em có chụp hình cái trái trước khi nó rụng, anh em nào cần xem thì em gửi hình cho anh em xem ha. Dạ rồi. Hồng quân. Rồi cây này có chiều cao. Nó là 1m05. Dạ. Hoành cũ đặt nó như vậy. Nó là 23. Em coi chưa hết nữa ha. Chỉ đây chút xíu. Đây xưa nó là 16. Đường kính bầu nó là 35. Dạ. Cây hồng quân mã số 19. Hồng quân. Mấy cái đợt này thì anh bán lúc trước cũng có mấy cây chú à. Bảo đảm cây này đã trái rất nhiều ha, em có chụp hình. Cây hồng quân mã số 19 có giá là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc. Nó hồng quân này rất là dễ cho trái, trái nó thì 4 mùa, hồng quân Thái ha. Cây dạ. Này dáng cũng thiên nhiên rất đẹp mà. Mã dạ. Số 18. Cái giá là 1.400.000. 18 triệu 4. Mã số 19. Rồi 20. 20. Là mã là... số cuối cùng hôm nay là một cây vú sữa. Nó cây vú sữa này thì nhỏ thôi, rất là già rồi. Nằm trong chậu không anh hả? Nằm chậu luôn, cái này thường chậu hết trơn à. Trong chậu rút ra nè. Cây này anh em mình vô dây, đó, vô dây bẻ cành gớt xuống. Cây vú sữa hộp ở trong vườn người ta lấy ta, cái ta trồng vô chậu chú. Vô bẻ cành lá xuống nè. Cây này ra dáng dần dần cũng đẹp lắm nè. Đó. Cành tứ diện đều hết trơn nè. Dạ. Yeah. Rồi cây này vú sữa này có chiều cao từ một bầu lên tới ngọn của nó là 1m đúng. Đó, cần đo từ đây tới cành lá của nó là 60 nè. Giờ hoành thân nó là 17. Đường kính bầu nó. Đường kính bầu nó là 35. Cái này mình về mình cho vô chậu lớn hơn anh ha, cho ăn phân phối đồ đầy đủ là. Cây này bảo đảm về anh em mình vô chậu lớn hơn, cho phân hữu cơ rồi là qua năm sau là có trái rồi, cây này già quá chú ơi. Già nó đủ độ tuổi cho trái rồi. Đó. Cây này thì rễ rễ thường thôi chứ không có cũ đẹp giống như những cây khác ha. Những cây trước. Đừng cái thân nó già đẹp, thân nó lắc lượng nè. Rồi. Rồi cây vú sữa mã số cuối cùng của clip hôm nay có giá là 2.000.000. Em cũng bao ship toàn quốc. Đó, đây 2.000.000 bao ship hơi căng nè ha. Đó, cái này đi. Anh phải đóng cái kiện nữa. Phải đóng kiện sắt rồi, bảo vệ mấy cành này. Cái này đóng cái kiện cũng to lắm chứ. Nó gãy cái là xong phim luôn à. Mặc rồi, dù cây không nhiều tiền nhưng mà để bảo vệ được tới quý cô chú cây này. Đóng. Những cây mà nó cồng kềnh vậy, anh em nào lấy tại vườn thì em giảm phí ship rất là nhiều ha. Giảm có thể 500.000 luôn. Rồi. Rồi cũng là cây cuối clip hôm nay. Cuối clip dạ. Cũng rất mong anh em mình ủng hộ em như những lúc trước, em xin cảm ơn. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo. Rồi em xin chào. Dạ rồi, ủng hộ anh Chọn Heo chú cũng như là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều clip mới của những anh em khác nữa trên kênh ha. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.